Holy Gospel according to St. John. Glory to you, Lord. One day, as Jesus walked along, he saw a man who had been blind since birth. Jesus spit on the ground. He made some mud and smeared it on the man's eyes. Then he said, "Go and wash off the mud in Siloam pool." The man went and washed in the pool, which means who? The one who is sent. When he had washed off the mud, he could see. The man's neighbors and the people who had seen him begging wondered if he really could be the same man. Some of them said he was the same beggar, while others said he only looked like him, but he himself told them, "I am the man." "Then how can you say?" they asked. He answered, "Someone named Jesus made some mud and smeared it on my eyes. He told me to go and wash it off in Siloam pool. When I did, I could see." "Where is he now?" they asked. "I don't know," he answered. And when Jesus heard what had happened, he went and found the man. Then Jesus asked, "Do you have faith in the Son of Man?" He replied, "Sir, if you will tell me who he is, I will put my faith in him." "You have already seen him," Jesus answered, "and right now, he is talking with you." Then the man said, "Lord, I put my faith in you." Then he worshiped Jesus. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. I'm sorry, my children, because my English is so bad. That's why I don't explain the word Lord in English. But I hope that your Vietnamese is better than my English. I will speak in Vietnamese. All right, okay. Chúng con vừa nghe cái bài tin mừng của Thánh Gioan kể về cái việc Jesus chữa lành cho một người bị mù từ khi mới sinh. Và cái chuyện chữa lành nó chỉ là một cái dịp để qua đó Jesus bày tỏ một điều gì khác lớn hơn. Cho nên chúng ta nghe là khi Jesus chữa lành cho người mù từ khi mới sinh thì các môn đệ của Chúa mới hỏi cái người này mù là vì tội của nó hay là vì tội của cha mẹ nó. Tức là người ta quan niệm cái bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Nếu chính người đó gây ra tội lỗi thì người đó chịu cái hậu quả của tội lỗi. Hoặc là có thể do cái lỗi của cha mẹ mà con cái phải lãnh chịu. Như người ta nói, cha mẹ ăn chua thì con cái bị ghê rắc. Chứ thì Chúa Giêsu mới đặt cái vấn đề là không phải cái lỗi của nó hay là lỗi của cha mẹ. Nhưng mà để qua cái việc này
thì Thiên Chúa được vinh danh. Nếu đặt qua cái việc Chúa Giêsu làm, thì người ta hiểu Ngài đến từ nơi Thiên Chúa. Ngài chữa lành cái người mù từ khi mới sinh là nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Mà khi Thiên Chúa thể hiện quyền năng của Ngài qua một vị ngôn sứ, thì điều đó cho thấy là Chúa đang hiện diện giữa dân họ. Và vì thế, Chúa Giêsu đã chữa cho cái người mù được lành. Và khi cái người mù được lành, thì nó xảy ra một việc khác. Đó là người ta tranh luận Chúa Giêsu là ai. Và cái việc Ngài làm, nó phát xuất từ đâu? Ngài nhờ ai mà có quyền năng để chữa lành cái người mù từ khi mới sinh? Cho nên người ta hỏi cái anh chàng mù từ khi mới sinh đó, có phải là anh mù từ nhỏ không? Anh nói dạ có, tôi mù từ nhỏ. Nhưng mà làm sao mà anh được lành? Thì anh ta trả lời, tôi biết ông Giêsu đó, ông đã chữa tôi lành. Và người ta nói là cái ông Giêsu đó làm sao chữa được? Thì anh ta nói, ông ta là một ngôn sứ, nghĩa là người của Thiên Chúa. Chúng ta thấy là cái người mù từ khi mới sinh thì nhận ra Chúa Giêsu là một ngôn sứ, và sau này anh ta nhận ra Chúa Giêsu là Đức Kitô. Còn những người biệt phái, những người thầy dạy trong dân, là những người đáng lẽ họ thuộc lòng lời của Chúa mà. Cho nên khi họ thấy Chúa Giêsu mở mắt cho người mù, thì họ sẽ nhớ lại lời của tiên tri Isaiah nói về cái ngày mà đấng cứu thế xuất hiện sẽ như thế nào. Ngài đã làm kẻ què được đi, người mù được thấy, kẻ chết sống lại, và người nghèo khó được nghe rao giảng tin mừng. Đáng lẽ khi thấy Chúa Giêsu chữa lành cho người mù từ khi mới sinh thì họ phải vui mừng, bởi vì quyền năng của Thiên Chúa đang thể hiện trong dân của họ. Đằng này họ vẫn cố tình chối từ Chúa Giêsu và không tin vào Ngài. Chúng ta thấy đáng lẽ những người thông luật, những người lãnh đạo phải biết phân biệt điều phải điều trái, và phải biết mở lòng ra để đón nhận cái điều Thiên Chúa mặc khải cho mình. Đằng này họ chỉ nghĩ chỉ có họ là những người có quyền giải thích lời Chúa, chỉ có họ là những người được quyền nói điều đó là do Thiên Chúa hay do ai, và họ không thể phân biệt được. Cho nên Chúa Giêsu nói với họ, nếu mà các ngươi là những kẻ mù thì các ngươi không có lỗi, nhưng bằng này các ngươi mở mắt mà các ngươi không nhận ra được thì điều đó thật là đáng trách. Và trong Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy dùng con mắt đức tin của mình để biết nhận định đâu là điều nên làm và đâu là điều không nên làm. Mà nếu chúng ta không nhận ra được thì đôi khi có những điều chúng ta tưởng là tốt mà thực ra không tốt, hoặc là có những điều chúng ta tưởng là không tốt mà thực sự ra là tốt. Các bạn thiếu nhi cho hỏi mấy đứa con á, mấy đứa con có biết mình là người Việt Nam không con? Biết không? Mấy đứa con biết mình là người Việt Nam không? Biết không? Khi con đi ra đường, người ta hỏi con là người gì? Mấy đứa con có dám nói là tôi là người Úc mà gốc Việt Nam không con? Dám nói không? Có hả? À, một tràng pháo tay, hoan hô mấy đứa con. Yeah. Mấy đứa con đã phân biệt cái điều nên làm, điều đúng và điều không đúng. Phân biệt như thế nào? Mình là người Việt Nam, Chúa cho mình sinh ra bởi những người cha, người mẹ là người Việt Nam, thì mình phải tự hào về cái dòng giống Chúa ban cho mình. Có gì đâu mình phải ngại, đúng không? Khi mấy đứa con sống ở trên đất Úc thì chúng con phải nói tiếng Úc, vì đó là phương tiện để giao tiếp, để học hành. Nhưng mà đồng thời chúng con biết mình là người Việt Nam, cho nên về nhà
Chúng con cũng học tiếng Việt Nam để con nói chuyện với ông nội, với bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Khi về, biết là ông bà nội, mấy đứa con cũng nói được tiếng ông bà. Mấy đứa con nói ông bà hiểu á. Nhưng mà nhiều khi cái cách nói của chúng con, ông bà nội không theo kịp. Mấy đứa con nói lăn quá, mấy đứa con nói theo cái kiểu rơm quá, nhiều khi ông bà nội không hiểu. Đấy. Cho nên khi mấy đứa con về nhà gặp ông bà nội, ông bà ngoại, mấy đứa con nói cái câu tiếng Việt, chào ông, chào bà, ông khỏe không? Ông bà cảm thấy vui trong lòng. Đấy. Còn nếu mà con tưởng rằng chỉ có nói tiếng Úc mới là giỏi, mà con về hỏi ba mà ông bà nội ngoại mà hỏi tiếng Việt, con không dám trả lời, con chỉ nói bằng tiếng Úc thì cũng không phải là tốt. Hồi tôi còn bên Pháp, thì có một cái anh chia sẻ với tôi một cái điều mà anh nói con buồn lắm mà con không dám nói. Đó là gì? Cái đứa con trai của anh á, thì anh sinh ở Pháp mà. Thì cái lúc từ 1 cho đến 4 năm tuổi, nó ở nhà thì nó nói tiếng Việt. Với bố mẹ, với ông bà nội, bà ngoại, nói tiếng Việt giỏi lắm. Nhưng mà đến tuổi bắt đầu vô lớp 1, nó đi học. Thì khoảng chừng 1-2 tuần sau là nó nói tiếng Pháp. Rất là nhanh. Cái một buổi chiều anh tới đón nó đi học, về đó. Thì anh đứng ngay cái cổng, anh chờ nó ra. Thì anh thấy nó từ đằng xa chạy tới, anh mới kêu, Hải ơi, bố đây. Cái thằng bé nó làm sao anh chưa biết không? Anh chưa biết nó làm sao không? Mấy đứa con biết nó làm sao không? Nó để cái tay như thế này. Nghĩa là gì mấy đứa con biết không? Bố đừng có nói. Thì đến lúc mà nó chạy ra, anh dẫn nó ra xe đó. Anh hỏi, ủa, chứ sao bữa nay con làm cái gì? Bố đừng có nói. Bố nói người ta biết mình Việt Nam á. Thế thì bố nó mới hỏi, ủa chứ là người Việt Nam thì có sao đâu con? Nó bị trong lớp con không ai Việt Nam đó. Mà bố nói ra là nó lòi cái chỗ Việt Nam của mình đó. Thế thì sau đó, cái người bố cứ từ từ nói cho con hiểu. Cái người Việt Nam của mình tốt lắm con. Thì từ từ sau này khi đứa bé lớn lên, nó về nó thăm quê, nó mới hiểu được cái lịch sử của dân tộc và nó không ngần ngại để nói tiếng Việt. Cho nên cái đứa bé nó cũng cần phải biết học để nó phân biệt cái điều nên làm và những điều nên tránh. Thế thì khi mà chúng ta biết được cái điều gì mình cần phải làm, cái điều gì cần phải tránh, cái điều gì chúng ta tiếp tục phát huy, chúng ta đang bước đi trong ánh sáng của lẽ phải, của chân lý. Và đó là điều mà Chúa Giêsu mời gọi những người Pharisêu. Thấy các việc Ngài làm, phải nhận ra đó là quyền năng của Thiên Chúa đang ở giữa họ. Và ngay cả anh chị em, ngay cả chúng con, ngay khi còn nhỏ, khi chúng con nhìn lại những điều mà Chúa đã làm cho cuộc đời của mình, chúng ta vẫn có thể khám phá ra những ơn lành của Chúa đang ban xuống trên chúng ta. Mà khi đã đón nhận ơn lành, cũng như đón nhận được tình yêu của ba mẹ dành cho mình, thì mình phải sống với ba mẹ sao? Sống với lòng biết ơn, với lòng hiếu thảo. Đúng không các? Khi bố mẹ mua cho mình cái áo, con phải biết nói con cảm ơn mẹ. Khi bố mua cho con một cái đôi giày, hoặc là dẫn con đi ăn một cái kem, thì con cũng phải biết nói cái câu cảm ơn bố, cảm ơn mẹ. Hả các? Chứ còn nếu mà bố mua cho cái kem mà quăng xuống đất bảo kem dở quá, thì bố mẹ buồn lắm, có hiểu không? Cho nên Chúa mời gọi chúng ta trong cái mùa chay thánh này, biết sống với Chúa, với tâm tình của người con thảo, và biết sống với cha, với mẹ, anh em, với tất cả lòng yêu mến và kính trọng. Chúa sẽ chúc phúc cho những người con hiếu thảo. Chúa sẽ chúc phúc cho những người biết bước đi trong ánh sáng của Ngài.